Diệu Hiền rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông số thứ 30 của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Thưa quý vị, tỉnh Bình Phước hiện có hơn 3.000 hectare sầu riêng và mỗi hectare sầu riêng từ năm thứ 8 trở đi thì sẽ cho năng suất dao động từ 15 đến 20 tấn nếu mà được đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Và hiện nay thì Diệu Hiền biết rằng là cây sầu riêng cũng đang trong giai đoạn nuôi dưỡng trái và việc chăm sóc đúng kỹ thuật thời điểm này sẽ quyết định năng suất, phẩm chất trái và hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng. Và quản lý dịch hại, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái chính là chủ đề chính của chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông kỳ này. Xin được giới thiệu đến quý vị hai vị diễn giả của chương trình, Tiến sĩ Hồ Văn Chiến, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Xin được giới thiệu doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy rất xinh đẹp, Tổng Giám đốc Tập đoàn An Nông. Thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn Tập đoàn An Nông đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị và bà con cũng đã luôn đồng hành cùng với Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông. Bà con nông dân luôn trông chờ một mùa vụ trái cây đạt năng suất cao, có chất lượng tốt. Hãy phun thuốc trừ sâu sinh học Vinus 40EC. Vinus 40EC chuyên trị sởi đâu, bọ trĩ, nhện đỏ, sâu cuốn lá, sâu đục mẹ. Vinus 40EC bảo vệ trái thơm quả ngọt. Vinus 40EC, thuốc trừ sâu sinh học, sản phẩm của Tập đoàn An Nông. Để đạt hiệu quả cao trong canh tác sầu riêng, ngoài việc áp dụng kỹ thuật xử lý cho sầu riêng ra hoa đậu trái nhiều, thì vấn đề chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng, phòng bệnh cho cây trong giai đoạn mang trái cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến năng suất và chất lượng của trái sầu riêng. Theo các nhà vườn, thông thường cây sầu riêng từ 5 năm tuổi trở đi, tùy theo giống và tình trạng sức khỏe của cây là đã có thể cho trái. Nếu như để cây ra hoa tự nhiên, thì cây sẽ cho trái thành nhiều đợt, kích cỡ không đồng đều và chất lượng trái không đảm bảo. Do vậy, nhà vườn thường áp dụng biện pháp xử lý ra hoa để cây cho trái đồng loạt, tạo điều kiện thuận lợi cho khâu chăm sóc và thu hoạch. Về chăm sóc sầu riêng thì nói chung là khâu nào cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là cái khâu tạo nền là cái khâu quan trọng nhất. Tiếp theo là quy trình đó là xử lý bông, ra bông. Sau đó là xả nhị, cũng như hiện tại như bây giờ là đang trong quá trình gọi là xả nhị và chạy trái. Và trong cái quá trình chạy trái này thì bây giờ chúng ta cần phải giảm cái lượng nước tới xuống khoảng tầm 50%, sau đó là tăng nhích dần để tăng cái tỷ lệ cao để đậu trái. Sầu riêng trong giai đoạn nuôi trái ấy, thì là về cái vấn đề phân bón thì rất là quan trọng. Tại vì là mình phải đi đúng phân, mình phải đi đúng cái phân, mình phải biết được rằng là thời điểm này là mình bón phân gì và mình bón bao nhiêu ký để mình cân đo đong đếm được rằng là cây năm nay là cây 5 tuổi hay là cây 7-8 tuổi hay là cây hơn 10 tuổi thì cái lượng mình bón phân nó sẽ khác nhau. Bón phân như vậy thì nó sẽ giúp cho là trái của mình nó sẽ lớn và tròn đều và kết hợp với là mình xịt thuốc bảo vệ thực vật. Sau giai đoạn trái tăng trưởng là giai đoạn trái ổn định và chín. Lúc này trái tích lũy tinh bột và ổn định chất lượng. Vì vậy, ngoài việc bón phân NPK thì việc cung cấp thêm các nguyên tố trung vi lượng là rất cần thiết nhằm giúp cho bộ lá của cây quang hợp tốt hơn, cây vận chuyển các chất dinh dưỡng cần thiết từ lá về nuôi trái. Ở giai đoạn này, nếu không có kỹ thuật chăm sóc tốt, cung cấp dinh dưỡng và nguồn nước không đầy đủ, thì cây sầu riêng sẽ bị hiện tượng rụng trái non, giảm năng suất. Sầu riêng thì cho trái thì mình chăm sóc để mình lấy trái. Thì đầu tiên mình phải là xịt sâu trước, chống sâu xong, lúc đó rồi mới xịt tới nuôi trái và dưỡng trái. Rồi sau tới định kỳ mà lấy cùi và lấy cơm của nó thì ta lại bón cái mức độ phân khác. Nếu như mà vườn nào mà anh em mà kỹ thuật mà không đúng, không chăm được thì nó rụng trái luôn thì anh em cũng thất thu. Bên cạnh việc chăm sóc bón phân, bà con cũng cần lưu ý đến các đối tượng dịch hại quan trọng như sâu đục trái, dẹp sáp, bệnh sỉ mù trái, bệnh thán thư, thối trái. Đây là những sâu bệnh hại thường xuất hiện phổ biến và làm ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và phẩm chất trái sầu riêng. Cây cần phải theo dõi, phát hiện để có biện pháp phòng trị kịp thời, tránh để lây lan và gây hại nặng. Sầu riêng hiện tại không phải như ngày xưa, có nghĩa là chúng ta cần phải áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như là đòi hỏi là
rất là nhiều những yếu tố cấu thành để làm cho năng suất sầu riêng được tốt hơn. Làm nông thì không ai thì có thể là am hiểu hết được, nên là cũng rất là nhiều những cái câu hỏi, chẳng hạn như là như mà cái cây nó đang sinh trưởng tốt mà đùng một cái tự nhiên lại mắc những cái bệnh, chẳng hạn như là vàng lá rồi rụng chết đột ngột. Đó là những cái bệnh mà nói chung là rất là trăn trở của người nông dân cũng như là trong hợp tác xã của em. Thì cũng muốn những người biết hoặc tất cả ai biết thì cũng chỉ dùng cái cách chăm sóc và bảo dưỡng, tức là bắt đầu vào mùa thu hoạch hoặc là thu hoạch xong để chỉ cho, tức là chỉ thêm cho hợp tác xã các em đây có cái kiến thức nắm chắc hơn để làm thêm vụ tới. Để cây sầu riêng cho trái đạt năng suất chất lượng cao, nhất là không bị sượng, bà con cần phải có biện pháp quản lý và chăm sóc cây tốt trong thời gian cây mang trái, như bón phân đúng lúc và đầy đủ các dưỡng chất cần thiết. Trong sử dụng các loại phân hóa học, cần nắm vững vai trò của từng thành phần dinh dưỡng và tình trạng phát triển qua từng giai đoạn của cây để bón sao cho cây cân đối phù hợp. Qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng có thể thấy rằng là đối với các vườn sầu riêng của bà con nông dân thì ngoài những cái vấn đề về sâu bệnh hại thì tình hình thời tiết cũng luôn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Và câu hỏi đầu tiên thì xin được dành đặt cho tiến sĩ Hồ Chiến. Và trong thời điểm hiện nay khi mà tình hình thời tiết nhận thấy rằng là có nhiều diễn biến khá là phức tạp đó chứ, thì bà con nông dân cần phải quan tâm những yếu tố nào nhằm có thể bảo vệ sức khỏe, sức chống chọi với những cái loại sâu bệnh hại và tăng năng suất cho cây sầu riêng ạ? Cảm ơn chị Hiền. Kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết là cái điều kiện thời tiết ở bên ngoài nó tác động với cây sầu riêng rất là quan trọng. Và cái nữa là cái yếu tố bên trong là cái sinh lý của cây sầu riêng. Thì chúng ta thấy là cái một là cái vấn đề là cái yếu tố tác động về cái bên ngoài, về cái nhiệt độ. Thì cái nhiệt độ đó bà con thì nó cũng liên quan tới cái ẩm độ luôn. Thí dụ như cái nắng nóng quá là trong cái thời gian dài mà cây sầu riêng chúng ta là mang trái mà nắng nóng thiếu nước thì cây sầu riêng cũng bị sốc bởi thiếu nước, do vậy mà cây sầu riêng cũng rụng trái non. Rồi bây giờ nó đang mang trái mà nó bị mưa đột xuất một cái, nó cũng bị sốc nước, tức là nó thừa nước, nó cũng bị rụng trái non. Do vậy mà chúng ta thấy là cái vấn đề là cái thời tiết nó ảnh hưởng tới cây sầu riêng đang mang cái trái non cũng rất là quan trọng. Cái nữa là bà con mình cũng nên là tỉa bớt cây trái, đừng cho quá nhiều. Tại vì cái nhiều trái thì cũng có thể là dễ bị nhiễm bệnh, cũng có thể là nó cũng thiếu dinh dưỡng, cung ứng nó cũng rụng nha bà con. Do vậy mà chúng ta phải tỉa trái rồi chúng ta phun các cái loại thuốc phòng trị cái dịch hại. Đặc biệt nhất là trong cái mùa nắng này thì chúng ta thấy các cái loại côn trùng chích thuốc, thí dụ như rệp sáp, rồi rầy mềm, rồi cái con bọ nhảy ở trên sầu riêng, ngay cả cái con rầy phấn trắng, thì chúng ta thấy là chúng ta phải phòng trị cái bệnh rồi côn trùng. Rồi bây giờ đối với cây sầu riêng thì như tôi nói, tức là nếu mà trong cái mùa nắng này mà sốc nước, tức là thiếu nước, nó khô hạn nhiều quá thì cây sầu riêng chúng ta cũng kém phát triển và cũng rụng trái, và cái trái nếu có phát triển cũng không có đầy đủ nữa mà nó sẽ nhỏ trái đi và cây muối nó cũng không đồng đều. Rồi cái nữa là bà con mình nên chú ý là bón phân cho nó cân đối. Bón phân cân đối đặc biệt nhất là trong cái điều kiện nắng hạn thì chúng ta phải bón các cái loại phân nó chống chịu được cái mùa hạn, thí dụ như cái canxi silic. Và cái canxi silic nó cũng có thể là chống chịu được đối với cái sâu bệnh. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, như tiến sĩ Hồ Chiến chia sẻ thì thời tiết cũng ảnh hưởng rất là quan trọng đến cây sầu riêng, đặc biệt là có cái hiện tượng bị rụng trái non á. Vậy thì để chống rụng trái non cho sầu riêng thì chúng ta cần phải cung cấp những cái chất dinh dưỡng gì, hoặc là làm sao cho cây sầu riêng nó khỏe để mà cái tình trạng rụng trái non nó không còn diễn ra trên cây sầu riêng nữa hả chị Bích Thủy? Cảm ơn Diệu Hiền. Không biết trong phim trường mình có sầu riêng không mà sao nghe nói mùa sầu riêng nó thơm thơm sao anh? Em là tín đồ của sầu riêng đó chị. Đúng rồi, ăn sầu riêng rất là ngon vì nó rất là nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà phụ nữ mình phải lưu ý là ăn sầu riêng có thể ảnh hưởng đến nhan sắc. Dạ, sao? Nóng quá nổi mụn. Nổi mụn với lại tăng cân. Tăng cân, đúng rồi. Thì chúng ta thấy rằng là trái sầu riêng á, mà ra được cái trái rồi đó là một điều rất là quý đúng không, mà bị rụng nữa thì ôi đau lòng vô cùng. Và chúng ta thấy rằng theo như thầy Chiến dạy Bích Thủy á, thì có hai yếu tố
gọi là hữu sinh và vô sinh để làm tác động rụng cái trái trái sầu riêng non. Như vậy đầu tiên chúng ta thấy là hữu sinh là gì? Là do dịch bệnh tấn công. Còn vô sinh là điều kiện nắng mưa. Thì nói chung điều kiện nắng mưa thất thường thì cái này nó còn lệ thuộc vào ông trời, mình cũng không có control được cái vấn đề này. Và hy vọng rằng là ông trời thương bà con nông dân chúng ta, đừng để mà mưa nắng thất thường làm ảnh hưởng đến đến cái kết quả của bà con chúng ta sau nhiều năm canh tác. Còn về vấn đề sâu dịch hại thì có ông Bục Hậu Chiến và Bích Thủy, coi tạm thời cho là tiên nữ đi, sẽ giúp cho bà con chúng ta xử lý được. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng. Cái phân bón NPK mà thầy thường hay đề cập tới thì đó là vấn đề quyết định rồi. Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải làm sao để tiết kiệm được chi phí sản xuất bằng cách là làm cho bón vô bao nhiêu thì cái cây phải ăn được bấy nhiêu, chứ đừng để mà nó rửa trôi hay bay hơi là cái việc mà chúng ta tốn tiền một cách vô ích. Do đó chúng ta cần phải bón thêm phân hữu cơ truyền thống ha, rồi phân hữu cơ qua chế biến là cái Genki đó. Thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta chỉ cần sử dụng từ 3 kg đến 5 kg một gốc, tùy theo cái tình hình sức khỏe của cây và tùy theo cái độ sinh trưởng của cây. Và giai đoạn mang trái thì khác, giai đoạn bình thường thì khác. Thì cái này thì Thủy sẽ có một cái bài viết chi tiết về vấn đề này, thì nó hơi dài, để đưa lên trên cái Facebook Bích Thủy cho bà con theo dõi và dưới chương trình này nè. Rồi bây giờ chúng ta trước khi cùng tiếp tục thì Facebook Bích Thủy là Bích Thủy An Nông với lại An Nông. Tập đoàn An Nông đúng không? Dạ, chị đúng rồi, bà con An Nông nhớ nha. Và tập đoàn An Nông, nói chung là nếu chúng ta lên Google chúng ta search chữ An Nông, Đích Thị là em đây. Thì chúng ta thấy là ngoài cái việc mà bón phân ra thì chúng ta phải tăng cường thêm những cái đa lượng, cái vi lượng mà thầy Chiến thường hay dạy cho học trò là rất quan trọng. Rất quan trọng, bởi vì là không thì nó sẽ là làm cho cái trái của mình nó không có được kích thước tối hảo, không ngọt ngào, không ok lắm. Do đó chúng ta sẽ sử dụng cái Pre-Simic là nó tập trung tất cả các vi lượng như đồng, sắt, kẽm, mangan, bo và moliden, rất là quan trọng nha bà con. Và nói chung là nó cũng rất là rẻ và rất là dễ dùng. Mong rằng bà con chúng ta đừng có tiếc tí xíu cái chi phí này mà làm mất đi một cái chất lượng tuyệt hảo của sầu riêng. Và đừng để sầu riêng của Bình Phước không ngon bằng sầu riêng các nơi khác. Đặc biệt với Thủy đi ăn ở đâu á, mua sầu riêng hỏi riêng đâu vậy em? Bình Phước hả? Bình Phước ưu tiên mua nha. Dạ đúng rồi, Dự Hiền cũng thấy là sầu riêng Bình Phước cũng khá là ngon. Và dạo gần đây thì cũng có rất là nhiều những cái thương hiệu sầu riêng, như là sầu riêng Ba Đảo nè, rồi rất là nhiều những cái sản phẩm sầu riêng cũng đã được kịp cung ứng ra thị trường, nhận được khá là nhiều những phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Và giống như nãy giờ thì Tiến sĩ Hồ Chiến, chị Bích Thủy chia sẻ thì việc bổ sung dinh dưỡng ở sầu riêng giai đoạn nuôi trái cũng khá là quan trọng, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng không được tùy tiện, và chúng phải tuân thủ theo những cái giai đoạn sinh trưởng cơ bản của trái. Thứ nhất là để tiết giảm chi phí nè, không bị rửa trôi nè, không bị là quá phí phạm những cái loại phân bón nè. Rồi bên cạnh đó còn bổ sung dinh dưỡng cho cây kịp thời để mà cây có kịp đủ chất dinh dưỡng nuôi trái nữa. Về cái vấn đề này thì mời Tiến sĩ Hồ Chiến cùng tư vấn thêm cho bà con ạ. Tôi thấy là Bình Phước cây dường mới trồng cũng rất nhiều. Thì như vậy bà con thấy không? Nhiều khi mình nói cái ở Bình Phước ngon hay Tiền Giang ngon hay là ở An Giang ngon là do mình cung cấp cái phân bón trung và vi lượng. Tôi nhắc lại cái chỗ này. Thành ra mình thấy cái vườn mới trồng thì cái dinh dưỡng nó, cái vi lượng nó còn rất nhiều. Do vậy mà cái trái sầu riêng nó ngon hơn cái vườn quá cỗi. Tại vì mình ăn từ ăn cái cũ mà bà con mình quên chú ý là trả lại. Đặc biệt nhất là cái trung vi lượng. Bà con cái trả lại là cái đa lượng không. Thành ra cái trái sầu riêng cái chất lượng nó không ngon. Thì chúng ta thấy là trong cái vườn sầu riêng mà khi mà trồng lâu đó, thì bà con mình thấy có cái hiện tượng này gọi là cái gì? Cái sượn muối. Thì ở đây chúng tôi gọi là cái chín sinh lý. Tức là cái triệu chứng đó, thì nó gọi là nó chưa có chín nhưng mà nó chín rồi. Và như vậy chúng ta khi mà chúng ta đón được cái cây sầu riêng ở giai đoạn nào và cái tuổi nào và ở cái vùng đất nào để chúng ta bổ sung lại cái dinh dưỡng cho cây sầu riêng từng cái giai đoạn, từng cái điều kiện phát triển của nó thì nó mới có cái chất lượng tốt. Thì hiện nay chúng ta thấy là cây sầu riêng á, chúng ta nếu mà chúng ta nó đang mang trái hoặc là vừa thu hoạch xong thì chúng ta phải bổ cái dinh dưỡng lại. Thì ngoài cái NPK bà con mình biết là thường rồi, nhưng mà chúng ta nên chú ý là cái cây sầu riêng cái giai đoạn đầu cũng vậy, nó cần cái kali ít nhưng mà cái giai đoạn sau cần kali cũng khá nhiều để cho cái chất lượng cái trái sầu riêng nó ngon. Rồi còn cái lân là cái cũng là một cái đa lượng, nhưng mà bà con mình biết cái lân này
nó thường xuyên nó cải tạo cái đất, nó làm cho cái đất mình bớt chua đi. Đặc biệt nhất là cái vườn sầu riêng nó hơi lâu năm đó bà, thì bà con nên tăng cường cái lân. Thì thường thường cái lân thì nó gấp khoảng chừng 2 cho tới 3 lần cái phân đạm bình thường, cái liều lượng sử dụng, để cho cái lân nó cải tạo được cái đất. Rồi tôi nhắc lại là cái kali, kali là rất tốt để cho cái chất lượng của cái trái sầu riêng. Thành ra chúng ta phải đưa thêm cái kali vô, và cái kali thường thường nó tăng vào cái giai đoạn gần cuối ở cái lúc thu hoạch, để cho cái chất lượng cái trái nó thơm hơn. Còn ngoài ra chúng ta phải cần thêm cái bo, cái sầu riêng rất cần cái bo. Còn mấy là chút nữa tôi sẽ nói thêm cái phần sườn muối nữa, mà thì cái bo nó cũng rất là quan trọng. Và cái canxi cũng nó cũng tạo cái phần mà để cho cái trái chúng ta gọi là sườn muối, hay là nó chín sớm đó mà, cái canxi. Và do vậy chúng ta phải cung ứng cái một số cái nguyên tố trung và vi lượng qua lá, để cho kịp thời cái nó vừa phục hồi cây sầu riêng mà vừa có cái chất lượng tốt vì sao, và nó ngay cả cái kháng sâu bệnh nữa bà con. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Chiến. Và khi mà đề cập đến vấn đề dinh dưỡng của cây sầu riêng á, thì Dương thấy rằng rất nhiều bà con nông dân chúng ta than phiền và quan tâm đến những cái hiện tượng triệu chứng, ví dụ như là sượng muối nè. Mình là người tiêu dùng thôi, mình đi ra chợ mà mình mua một cái trái sầu riêng về nó sượng, nó không có ngọt, nó không có mềm, thì mình cũng cảm thấy là rất là tức tối, đúng không ạ? Vậy thì đối với bà con nông dân, đôi khi thì việc trồng sầu riêng cũng không may là gặp phải những cái hiện tượng như vậy, thì nhất là thời điểm giao mùa giữa nắng và mùa mưa thì triệu chứng này cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và năng suất của cây sầu riêng. Vậy thì bà con cần phải có tác động ra sao để mà có thể hạn chế được cái hiện tượng sượng muối này? Và với câu hỏi này thì Dự Hiền xin được mời tiến sĩ Hồ Chiến ạ. Kính thưa bà con, thì trong các cái vườn trồng sầu riêng hiện nay thì nó có cái triệu chứng gọi là cái sượng muối, là do cái trái chín sinh lý. Tức là cái ở chỗ này là cái trái nó chưa chín, nhưng mà cái muối nó đã chín rồi, thành ra chúng ta thấy là nó sượng. Còn cái hiện tượng nữa tức là gọi là cái cháy muối, nó cháy cái muối sầu riêng, tức là mình thấy cái muối nó không bình thường mà nó chai đi, và nó giống như nó hơi đen ở dưới cái chóp, cái đứt muối. Do vậy chúng ta thấy là cái vấn đề này thì cũng tùy thuộc theo cái giống sầu riêng nó bị nhiều hơn bị ít nữa bà con. Còn cái vấn đề là tác động về cái dinh dưỡng, cái phân trung và vi lượng rất là quan trọng. Còn cái nữa là cái bà con thấy trên cái lá sầu riêng thường thường nó phát triển rất tốt, nhưng mà bà con nhìn trên cái đọt, cái tược của nó mới ra, nó lá nó phát triển tốt, cái tược nó tốt nhưng mà nó cong, nó không có thẳng đó. Đó là cái vấn đề là thiếu đồng, mà bà con thấy là rất dễ phát hiện cái vấn đề thiếu đồng. Còn cái trường hợp nó là thiếu magie. Magie thì bà con mình thấy cái lá nó, cái triệu chứng nó là cái gợn sóng và lá nó dày lên, và cái lá nó có chỗ xanh đậm và có chỗ nó hơi xanh nhạt một chút, và nó thủng lá. Bà con mình thấy vô có nhiều cái chỗ nó thủng, nó lủng nhiều cái lỗ ở trên cái lá, cây thì cái đó là cái thiếu magie. Còn cái sầu riêng mà mình vừa đề cập tới là cái sượng muối đó bà con, thì nó chỉ có hai cái nguyên nhân thôi. Một là thiếu bo, tức là cái bo rong á, thì mình gọi là nó cháy muối, hay là gọi là cái bệnh sượng trái do sinh lý, thì nó thiếu calcium. Thì hai cái trường hợp này nó cũng na ná nhau, tức là thiếu cái dinh dưỡng thôi. Cái trung và vi lượng chúng ta thấy là chúng ta phải cung ứng lại cho nó phù hợp. Tôi nhắc lại, tức là cái thiếu calcium là cái này là trung lượng, còn cái bo rong, cái bo đó là cái vi lượng. Thành ra chúng ta thấy là phải khi mà chúng ta bổ sung cho nó đúng cái lúc và đúng cái thời điểm, và cái nguyên liệu mà chúng ta bổ sung nó cho nó đúng nữa, thì nó mới hy vọng là giảm bớt, tôi chỉ nói là giảm bớt thôi nha bà, cái sượng trái và cái chín sinh lý, cái cháy muối ở đây. Thì bà con mình thấy là cần nhất là thêm bo và cái calcium. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, như các triệu chứng mà tiến sĩ Hồ Chiến vừa chia sẻ, vừa mô tả, mà để hạn chế được những một cách hiệu quả thì chúng ta cần phải bổ sung thêm những cái phân bón như thế nào để mà giúp cây có thể hạn chế được tình trạng là sượng muối. Cảm ơn Diệu Hiền. Phải nói là trái sầu riêng đậu trái rồi, mình phải bảo vệ làm sao cho đừng rụng ha. Rồi bây giờ phải làm sao cho nó ngon nữa. Nếu mua trái sầu riêng về mà mình bữa ra mà nó sượng thì mình bị hụt hẫng, đúng không? Tự nhiên mình là cũng sượng luôn. Cái mặt mình sượng luôn. Tự nhiên nó chặn cái đường dây sướng của mình á. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có
quá mà buồn phiền khi mà cái sầu riêng sượng này á, thì em đã từng làm kem anh. Ăn cũng rất là ngon, hoặc là mình nấu xôi. Nhưng đó cũng chỉ là những cái phương án mà để mình... Dạ đúng rồi, để mình đỡ tiết tiền thôi. Dạ. Nhưng mà như vậy thì để muốn trái sầu riêng của mình đừng có bị chín bất thường hay còn gọi là sượng muối, thì chúng ta thấy rằng là khi đậu trái rồi đó khoảng 2 tháng thì chúng ta phun hai canxi đó, hoặc là phun cái Crown Rick, có nghĩa là dào ma nhê đó. Và sau lần phun này á, thì từ 10 đến 15 ngày, có nghĩa là khoảng nửa tháng, thì chúng ta phun là Plantafor 15-15-30. Còn cái trường hợp mà trái muối á, là như thầy hồi nãy thầy vừa nói đó, đó là thiếu cái Borolus á, thì công ty chúng Boron thì công ty có cái Borolus với hàm lượng là 150 ppm, thì cái sản phẩm này đó sử dụng cho cái cây sầu riêng rất là tốt. Ở giai đoạn trái nhỏ thì nó tránh rụng trái nữa này nha. À, rồi nó bổ sung một số cái chất cần thiết để cái trái sầu riêng mình nó đừng có bị rụng. Rồi cái sản phẩm mà hai canxi vẫn là một sản phẩm mà chúng tôi thường hay đề cập ở cái chất lượng của trái. Bởi vì là ngoài cái việc mà bổ sung canxi thì nó có còn có nè những cái nguyên tố vi lượng là đồng nè, kẽm nè, sắt, mangan, magie, vân vân, và kể cả có đạm trong đó nữa. Và bây giờ nếu mà còn thiếu cái dạng magie đó, thì chúng ta thấy rằng là công ty nông có một loại xử lý rất là tốt, đó là macrophos, nó giàu lân và magie. Thì chúng ta phun trực tiếp lên qua lá thì sẽ là hấp thu nhanh để mà bổ sung nuôi trái ngay lập tức. Và chúng ta thấy nếu mà phát hiện thiếu đồng thì Bích Thủy hồi nãy có giới thiệu đó, cái racemic á, đây là một cái sản phẩm mà tập trung rất nhiều các nguyên tố vi lượng như đồng, sắt, kẽm, mangan, và rất là rẻ tiền. Chúng ta chỉ cần một gói nhỏ pha chung với những cái phân bón khác để mà phun xịt, thì Bích Thủy nghĩ là đó là cái phương án làm sao cho cây sầu riêng của mình không bị sượng muối, và chúng ta không bị sượng khi mà mua trái sầu riêng bị hư. Dạ, vậy mình nghĩ rằng là với cái chia sẻ hết sức là tận tình như thế này, hết sức là chi tiết như thế này, thì chắc là mình cũng không bị sượng đâu khi mà mua sầu riêng của Bình Phước, đúng không ạ? Và bà con nông dân cũng có thể khắc phục được cái tình trạng là sượng muối ở trên trái sầu riêng. Và bên cạnh việc chăm sóc bón phân để mà cây sầu riêng phát triển tốt, thì bà con cũng lo về một cái vấn đề dịch hại mà vừa nghe nói là mới xuất hiện gần đây thôi, nhưng mà nó lại rất là nguy hiểm và khó phòng trừ. Bà con xịt nhiều lần nhưng mà cũng không có giải quyết triệt để được, đó chính là rầy xanh. Vậy thì tiến sĩ Hồ Chiến cho thêm ý kiến về cái nội dung này ạ. Thì trên cây sầu riêng chúng ta thấy là có con rầy nhảy không bà con, rồi con rầy phấn, rồi bây giờ tới cái loài mới xuất hiện ở đây nữa, đặc biệt nhất là các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thì chúng tôi thấy là có cái con rầy, nó gọi là cái con rầy xanh mà nó có 4 chấm. Thì cái con này mình đặt con rầy xanh 4 chấm là nó rất là dễ cho bà con mô tả, là bà con rất là khó phân biệt. Tuy nhiên mình nói nó 4 chấm, nó có 4 cái chấm ở trên cái đầu của nó. Trên cái cánh này, trên phần đầu của nó, thì bà con thấy là cái con này á, thì nó mới xuất hiện đây thôi bà con. Thì nó vừa cái ấu trùng và cái con trưởng thành nó đều sống ở dưới mặt lá non. Và cái con trưởng thành á, thì nó có 4 cái chấm vào sáng sớm, thì nó hoạt động rất là mạnh. Nó chích cái nhựa của cái lá non đó. Cái ngay cả cái con ấu trùng với con trưởng thành đều chích cái lá non hết. Và cái trứng của nó thì nó đẻ vào cái lá, nhưng mà bà con nhìn kỹ rồi nó dọc theo cái gân lá non đó, thì có những cái trứng mà nó thẳng gốc, nó ghim vô thẳng gốc với cây lá. Và như vậy là cái trứng này nó khoảng một tuần lễ là nó nở. Và cái trứng thì nó đẻ tập trung nhất là cái lúc mà cây sầu riêng nó ra tược. Và như vậy chúng ta thấy là khi mà chúng ta phát hiện được cái đối tượng này, nó rất khó phòng trị là sao? Khi cái con này mật số nó cao là nó sống dưới mặt lá, và nó sống trong cái chùm lá rất nhiều. Khi mà chúng ta phun là nó khó cây thuốc nó bám dính. Do vậy mà chúng ta phải phát hiện cho nó sớm và phun cho nó sớm thì nó hiệu quả hơn. Thì cái trứng của nó thì bà con mình biết thôi, như nãy tôi nói đó, tức là nó đẻ, nó ghim thẳng vô cái mặt lá, nó đẻ thành từng chùm. Và nó ghim thẳng vô như vậy là chúng ta thấy cái gân lá của nó, nhìn bà con nhìn kỹ, nó có nhiều cái trứng màu vàng, nó cụm, nó ghim vô trong cái cuốn lá hoặc là cái thân lá này gần rồi đó.
thì cái ấu trùng của nó thì chúng ta thấy rất là phát hiện nó dễ thôi, nó hơi vàng nhạt. Còn cái con trưởng thành thì như nãy tôi nói là nó có 4 chấm đó, và cái thời gian của nó thì khoảng chừng 8 tới 10 ngày là nó hoàn tất một cái vòng đời. Do vậy mà bà con mình thấy không, nó lẹ lắm. Tôi xin lỗi, tôi là từ 8 tới 10 ngày tức là nó hoàn tất cái giai đoạn ấu trùng của nó. Và cái con trưởng thành thì nó sống khoảng từ 5 tới 7 ngày, khoảng 17, 18 ngày là nó hoàn tất cái vòng đời. Do vậy mà mặt số con rầy này càng ngày càng tăng. Và bà con mình sử dụng quá nhiều thuốc mà nó chưa phù hợp, nó là sao? Cái tính chống chịu thuốc của nó rất cao và chúng ta phải cần phải phun cho nó đúng cái loại thuốc cũng như cái phương pháp phòng trị, tức là cái lượng thuốc đó bà con. Rồi cái cách bám dính như thế nào để cho nó hạ được cái mật số xuống thì bà con mình ít có tốn tiền cái xài thuốc nhiều hơn. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồ Chiến. Vậy thì bên phía tập đoàn An Nông của mình có những cái sản phẩm nào để giúp bà con có thể phòng trị cái loại bệnh rầy xanh hay không ạ? À, như chúng ta vừa nghe đó, thầy Chiến nói rất là kỹ về cái con rầy xanh này. Bởi vì là ấu trùng mà trưởng thành đều nó đều phá cái cây của mình hết, nhất là phá cái đọt non của cây sầu riêng. Mà giai đoạn mà cây sầu riêng mình nó ra đọt là với giai đoạn nó đang phát triển để chuẩn bị cho cái việc mà ra trái. Chỉ cái giai đoạn này rất là quan trọng, chúng ta phải bảo vệ những cái chùm lá non này. Và đối với những cái loại mà hút chích này đó, thì bác chị thấy rằng là có một cái sản phẩm mà công ty rất là tâm đắc để xử lý. Nếu nó cùng cái họ rầy thì Bích Thủy nghĩ rằng là chúng ta sẽ sử dụng cái siêu chét hoặc là cái quýt chét. Đó là những cái sản phẩm mà có cái nền tảng nitemiram đó là làm chủ lực cộng với diclubenzuron thì nó sẽ làm cho ung trứng. Và theo như khuyến cáo thì chúng ta nên cộng chung với lại cái DK 909 để mà nó bao cái trứng lại cho trứng nó không có phát triển được. Và đặc biệt là còn một cái biện pháp nữa là chúng ta dùng những cái vòi nước mạnh phun xịt đó, thì cũng làm cho nó ảnh hưởng không có cái nơi cư trú, cũng như là để làm rửa trôi các cái ấu trùng và cái trứng của nó bám trên trên cái thân cây và trên cái lá của mình đó, cái lá của cây sầu riêng. Thì Bích Thủy nghĩ rằng là chúng ta phải thường xuyên thăm vườn và can thiệp kịp lúc kịp thời để có thể ngăn chặn được các dịch hại. Xin cảm ơn ạ. Thưa tiến sĩ Hồ Chiến, sầu riêng trong giai đoạn nắng nóng thường hay bị nhện đỏ tấn công, thì nhiều nông dân cũng đã phản ánh là đối với nhện đỏ thì rất là khó phòng trị. Vậy thì đặc tính sinh học của nhện đỏ ra sao mà lại khó phòng trị ạ? Kính thưa bà con, hồi nãy mình mới vừa đề cập đó là cái con rầy xanh 4 chấm đó bà con. Thì cái triệu chứng mà cái con nhện đỏ nó tấn công lên sầu riêng, bà con phải xem kỹ, nó hơi giống lẫn nhau. Tức là khi mình thấy cái lá sầu riêng nó hơi khô, hơi héo, nó rũ xuống thì nó cũng có hai cái tác nhân. Một có thể là cái do cái con rầy xanh 4 chấm này nó chích hút cái lá mình thiếu nhựa, nó cũng khô, nó cũng rũ xuống. Và cái con nhện đỏ cũng vậy, khi mà nó chích hút thì bà con mình cũng nhìn thấy khi cái lá sầu riêng mà nó rũ xuống là coi chừng cũng có thể bị nhện đỏ. Thành ra bà con mình phải xem kỹ để chúng ta sử dụng thuốc cho nó đúng. Còn đối với con nhện đỏ thì nó tấn công lên rất là nhiều loại cây trồng mà chứ không phải trên cây sầu riêng không. Thì chúng ta thấy là cái con nhện đỏ thường mình nhắc tới là sao? Lý do là nó lớn, mình gọi là lớn nè, hơn các cái con nhện khác. Nó dễ thấy hơn, còn những cái con nhện vàng hoặc con nhện xanh bà con thấy rất khó nhìn thấy. Do vậy mình thấy là mô tả con nhện đỏ thì nó dễ dàng hơn, bà con mình dễ hiểu hơn. Thì con nhện đỏ thì thường thường nó đẻ khoảng từ 20 cho đến 40 trứng. Và nó đẻ trên mặt lá, và cái trứng thì nó gần ở trên cái gân lá thôi. Và cái con nhện đỏ thì khi nó nở ra bà con thấy gì? Nó có gọi là ấu trùng, rồi trứng ấu trùng và trưởng thành. Nó có ba cái giai đoạn thôi. Thì cái con ấu trùng của nó là sao? Nó chỉ có 6 chân thôi, còn con trưởng thành nó mới 8 chân. Và do vậy mà khi mà chúng ta nhìn sớm, chúng ta thấy con 6 chân chúng ta cứ nghĩ là cái con côn trùng, tại côn trùng là 6 chân nha bà con. Còn cái con nhện là nó 8 chân, nhưng mà cái tôi nhắc lại cái con ấu trùng của con nhện đỏ là mới nở ra nó chỉ có 6 chân thôi. Và chúng ta đừng có nhầm lẫn nó là cái con côn trùng mà nó là cái con nhện, thì chúng ta phải sử dụng thuốc nhện. Và khi cái quần thể nhện mà nó nhiều quá như nãy tôi mô tả ngay từ đầu, tức là nó chích hút cái nhựa, nó làm cho cái lá sầu riêng nó bị rũ xuống, nó thiếu cái dinh dưỡng. Do vậy mà chúng ta phải phòng trị cho nó sớm. Và chúng ta nhớ là con nhện là chúng ta phải sử dụng cái thuốc nhện, không có sử dụng thuốc sâu. Tại vì cái vòng đời con nhện đỏ nó khoảng 17-18 ngày thôi bà con.
Nó có thể là trong mùa nắng có thể 14, 15 ngày cũng không chừng nữa. Do vậy mà chúng ta thấy nó có nhiều cái quần thể nhện, rồi nó nhiều cái dòng đời nó lặp đi lặp lại trong cái vườn sầu riêng chúng ta. Nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái chất lượng ngay cả cái sự phát triển của cái sầu riêng. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, Diệu Hiền có nghe tiến sĩ Hồ Chiến nhắc là cái thuốc trị nhện đỏ hả chị Thủy? Bên phía tập đoàn An Nông mình có là thuốc cụ thể là thuốc nào hả chị ha? Nói chung là thầy đã nhấn mạnh 2-3 lần cái câu là phải sử dụng thuốc nhện chứ không sử dụng thuốc sâu được. Do đó là Bích Thủy cũng xin khẳng định rằng là công ty nông có bộ thuốc trừ sâu để trừ dịch hại là sâu bệnh. Còn một cái nhóm thuốc trừ nhện đặc trị cho nhện đó chính là cái sản phẩm New Time mà Bích Thủy có đặt cái tên phụ là siêu nhện, hoặc là cái sản phẩm phẩm là sát thủ đó cũng là sản phẩm trừ nhện. Hai cái, một cái là New Time là dạng bột, và một cái là sát thủ là cái dạng nước. Và cái dạng nước của công ty là gồm hai chất nha, chúng ta lưu ý gồm hai chất, và cái nó có một cái màu đậm đặc. Thì cái loại này nó sẽ xử lý được cái nhện khi mà nhện nó trên nhiều loại cây trồng khác nhau, chúng tấn công vào hoa và lá. Và riêng ở sầu riêng thì chủ yếu là nó tấn công trên hoa, tấn công trên cái hoa đó. Thì chúng ta thấy rằng là có những cái nhóm những cái chấm nhỏ li ti á, rồi chuyển sang màu rí sắc, rồi từng mảng trên hoa, làm cho hoa nó bị rụng. Đó là những cái mà gây nên cái hại. Và đặc biệt là chúng ta nên nhớ rằng là để cho cái hoa nó khỏe, và nó khi mà nó bị lỡ như cái nhện có chích lúc thì nó cũng vẫn còn khỏe để mà chống chịu lại và không bị rụng á, thì chúng ta phải bổ sung phân bón tốt. Và đừng quên cái vi lượng là gồm có những cái chất như là đồng, sắt, kẽm vân vân. Và chúng ta sử dụng thuốc trừ nhện thì chúng ta đừng quên cộng với DK909, bởi vì là nó có cái dầu khoáng, nó làm cho mất cái bao cái khu vực mà bị nhiễm bệnh á, thì như vậy thì con nhện nó cũng sẽ bị mất cái oxy chết, hoặc là cái trứng nó bị mất cái oxy thì nó sẽ bị ung, nó bị hư đi. Do đó là chúng ta lưu ý kết hợp hài hòa giữa phân bón và thuốc trừ dịch bệnh cộng với những thuốc tác động hỗ trợ cho cái việc phát huy được cái khả năng xử lý bệnh của cái sản phẩm mà mình sử dụng, thì nó sẽ rất là tốt nha bà con. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe. Dạ, cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Và ngoài những cái loài ví dụ như là rầy xanh này, rồi nhện đỏ trên cây sầu riêng, thì hiện bây giờ thì bà con nông dân cũng gặp phải cái tình trạng là bệnh đốm sông trên cây sầu riêng. Nhưng mà trước đây thì dự hiện biết là cái bệnh này thường xuất hiện vào mùa mưa khá là nhiều. Tuy nhiên thì hiện nay thì lại xuất hiện vào ngay cả trong cái mùa nắng luôn. Và cũng là một trong những cái loại bệnh thường phát triển trên cây sầu riêng. Vậy thì nguyên nhân xảy ra cái bệnh này là do đâu, đặc tính sinh trưởng và phát triển ra sao ạ? Xin được mời tiến sĩ Hồ Chiến. Bà con nông dân thân mến, chúng ta biết cái bệnh đốm rong mà trên cây tiêu tôi cũng có đề cập. Thì cái bệnh đốm rong này bây giờ bà con thấy không phải là trên cái cây sầu riêng không, mà rất nhiều loại cây trồng. Tại vì bà con chúng ta thường thường là sử dụng cái thuốc gọi là dưỡng hoặc là kích thích. Thì bà con thấy là những cái loại thuốc này tạo cái điều kiện cho cái cây trồng nó phát triển. Thì trong đó có cái nấm đốm rong. Cái đốm rong thì bà con biết nó là loại tảo. Thành ra khi mình đưa cái dinh dưỡng vô là nó phát triển rất dữ. Ngay cả trên cây có muối như cam, quýt, rồi trên sầu riêng, rồi trên tiêu điều. Tức là nếu mà cái điều kiện ẩm độ nó cao thì cái nấm bệnh nó phát triển. Và đặc biệt nhất tôi nhắc lại, tức là khi mà chúng ta phun cái dinh dưỡng qua lá thì cái nấm này nó nhờ cái dinh dưỡng nó phát triển càng dữ. Thành ra chúng ta phải xén tỉa cái cành của nó để cho đừng có tạo cái điều kiện ẩm độ nó cao. Thì chúng ta thấy là cái triệu chứng gây hại của cái nấm tảo này á, thì nó ký sinh trong cái điều kiện là nhiệt độ nó cần hơi thấp thôi, và cái ẩm độ nó cao thì nó có cái bóng mát, cái ẩm độ nó cao như thế. Tôi nhớ hoài hôm Tết là tôi khi mà tôi cắt cái mai sau khi Tết thì tôi thấy là cái bệnh đốm rong rất nhiều. Và tôi cũng không có xài thuốc, mà tôi lấy cái dao tôi cạo nó rất khó. Nếu mà nó dày lên thì mình cạo nó dễ, còn có nó dày quá thì nó khó cạo bà con. Thành ra bà con phải phòng trị cho nó sớm. Đặc biệt nhất là bà con có thể là dùng cái vòi gọi là áp lực cao đó, bà con phun lên trên cái thân của cái cây thì nó có thể là nó bung cái nó tróc cái đó, nó giảm được rất là tốt. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, mình có cái cách nào phòng trị loại nấm tảo này không hả chị Thủy?
Theo Bích Thủy nghĩ thì là cái biện pháp quản lý cũng là một cái biện pháp rất là quan trọng để mà hạn chế được cái đốm rong này. Như thầy hồi nãy nói là cái kích thích đó, nó sẽ giúp cho cái đốm rong này nó phát triển. Do đó chúng ta sử dụng một cách phải khoa học và đúng lúc, đúng thời điểm và vừa phải. Rồi tạo cái vườn thông thoáng và cải tạo đất, đừng để cái pH nó quá thấp. Và cái độ pH mà thấp như vậy thì chúng ta sử dụng cái HKC nha, chứ không sử dụng cái Genki gì. HKC thì cái pH nó tới 7 lần nó sẽ có thể là hỗ trợ cho cái việc mà trung hòa được cái pH ở cái vườn cây của mình. Và chúng ta phải nhớ rằng là sử dụng cái HKC và phân Genki theo cái quy trình để giúp cho cái cây của mình nó ăn được hết cái phân bón cho nó khỏe. Rồi sử dụng phân hoa lá để có canxi và silic. Và đặc biệt khi cuối cùng chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta sẽ chọn cái măng cô An Nông. Đây là một cái loại thuốc tương đối là rẻ và dễ xài. Chúng ta phun xịt, rồi đồng thời là trong trường hợp mà nó nặng lên thì chúng ta có thể sử dụng cái loại cao cấp hơn. Đó là Alien như Bích Thủy hồi nãy nói đó. Đó là luân chuyển hai chiều để mà xử lý rất là nhanh cho chúng ta có thể mà bảo vệ được cái vườn cây của mình. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn những tư vấn rất là chi tiết cụ thể của tiến sĩ Hồ Chiến, doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy. Và một lần nữa thì quý vị có những cái thắc mắc nào xoay quanh chủ đề của chương trình cũng như là tất cả những cái loại lĩnh vực cây trồng nông nghiệp khác thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với chị Bích Thủy thông qua Facebook là Bích Thủy An Nông, rồi tập đoàn An Nông, và số điện thoại là 0934779900. Dạ, nếu mà chị Bích Thủy cần đến sự hỗ trợ của tiến sĩ Hồ Chiến thì tiến sĩ Hồ Chiến vẫn sẵn sàng giúp đỡ, đúng không ạ? Không có trốn được. Dạ, chị truy tìm nhanh lắm. Dạ, quý vị thấy rất là dễ thương đúng không ạ? Và vấn đề cung cấp phân bón và các dưỡng chất để tăng năng suất và chất lượng của trái sầu riêng là điều có ý nghĩa thực sự rất là quan trọng. Nhất là khi thời điểm này thì sầu riêng đang được xem là vua của các loại trái cây. Tuy nhiên thì bà con cũng không được xem thường các biện pháp về kỹ thuật canh tác như là việc chăm sóc và quản lý nước tưới đúng cách, tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và phòng trừ tốt những cái đối tượng dịch hại nhằm giúp cho cây có thể phát triển tốt và an toàn. Có như vậy thì nhà vườn mới có thể đạt được năng suất cao, rồi chất lượng tốt, hiệu quả thì như mong muốn từ vườn sầu riêng của mình, đúng không ạ? Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng thay đổi không khí một chút xíu với một tiểu phẩm về cây sầu riêng do nhóm kịch Tình Ca Bắc Sơn thể hiện. Sầu riêng tôi vì sao tiêu hết, đã rụng trái non, bây giờ còn sâu quăng lá non. thuốc ăn nông tập đoàn dành tiếng giúp cho cây trồng. An Nông chất lượng đề cao, mong giúp cho bà con tiêu diệt tất cả dịch hại sầu riêng. Ông giận chính chỉ có chi vừa quét nhà mà còn hát. Rồi cái bài này á, hồi mình hát trên cái hội nghị mà cây sầu riêng á, bà con hỏi chính chứ Lý Cái Mơn hay quá vậy, cô chính cho mình xin lại cái lời đi để mình ghi lại, mình về mình hát nghiêu ngao cái chính tự nguyện hát luôn mà. Chính kỳ này á là cái đề tài sầu riêng mà sượng muối á, bà con quan tâm dữ lắm á chính. Sầu riêng á, sự muối là một cái hình thức là nó gọi là nó chín bất thường á ha. Dạ, dạ. Mà nói chung á, sầu riêng sự muối hay rụng trái non á thì mình phải lưu ý nha nè. Rụng trái non nó có hai cái yếu tố, một là hữu sinh, hai là vô sinh. Hữu sinh có nghĩa là các dịch bệnh tấn công vô cây sầu riêng làm cho nó bị rụng á, gọi là hữu sinh. Còn nếu như vô sinh á là những ảnh hưởng bởi nhiệt độ, thời tiết, nắng nóng bất thường hay là mưa bất thường. Ôi hay quá, chính nó hay quá chính. Trời ơi. Gì vậy? Chính nghe nè. Sáng nay con đi chợ sớm tìm mua một trái riền sâu. Gì? Là sầu riêng. Tôi ra nó mà sướng ngắt bực ơi, cái mà bực mình là chính xe đi. Sầu riêng mua là do mình nó sướng ngắt như luôn rồi, sao ăn muốn gì được. Nước chính là nó thơm. Nói nghe nè, sầu riêng bị sượng cũng là nỗi khổ của bà con mình, chứ không phải ai muốn vậy đâu. Thôi thì về làm kem hay nấu xôi ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà con hồi nãy con tự ngoài con nghe chính nói cái gì mà hữu sinh vô sinh đó. Trước tiên con xin chính nó đề cập đến sự ảnh hưởng của yếu tố hữu sinh cho bà con biết được chính.
chứ phải vô sinh nha. Vô sinh là do thiên lôi chứ không phải mình, cho nên mình không thể là can thiệp được. Tào lao thiên lôi thiên tướng gì ở đây ông? Cây rồng của mình phải chăm sóc thiệt là tốt chứ, chống chịu là khí hậu khắc nghiệt chứ, tự nhiên thiên lôi thiên tướng gì ở đây ông? Thì là nói ra nắng mưa là đúng. Do chuyện ông trời á, trời sai thiên lôi á. Nói chung á, anh Bình nói đúng. Mình á, trồng cây thì mình phải giúp cho cây trồng mình nó khỏe ha. Dạ. Chống chịu được với sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt đó. Dạ. Do đó là người ta nói là tất cả là do đôi bàn tay và trí óc của con người để làm nên tất cả nha. Dạ. Do vậy thì thôi, bây giờ con có biết gì về cái vấn đề mà chăm sóc cây sầu riêng, nói chúng nghe coi. Cái này chỉ để con, nó biết gì đâu. Thôi bây giờ vậy đi, con giới thiệu một cái loại mà gọi là phân hữu cơ nhập khẩu từ Nhật Bản do tập đoàn An Đông độc quyền phân phối. Cái loại này mà bón xuống đất ở nhà là nó cải tạo đất rất là tốt. À vậy hả? Ồ. Mà nói bằng cách nào? Nói đi. Thôi nhưng mà không nói thì nói không nhớ đâu. Còn hát Hà Cà Xê là phân bón tốt, hái bón Hà Cà Xê, hứa hẹn dù lúa bội thu, trái cây ngon hay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hà Cà Xê đến từ Nhật, nghe An Nông dẫn phân phối mọi nơi. Hà Cà Xê là phân bón hữu cơ. Hay thiệt. Hay quá trời. Nhưng mà cái bài này cũng hay thiệt. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, mình á, ngoài cái việc mà mình bón phân hữu cơ cao cấp đó thì chúng ta cũng đừng quên phân hữu cơ truyền thống là rẻ tiền, chúng ta cũng phải có 10 ký trong gốc nha. Nhưng mà Thanh có biết rõ về cái phân hữu cơ này chưa chứ? Anh Bình thì hát hay rồi đó. Còn đây chúng nghe nè, mình có cộng thêm phân hữu cơ qua chế biến công nghiệp, đó là phân Genki hoặc HKC từ 3 đến 5 ký trên một gốc. Phân này em biết nè, nhập khẩu từ Nhật Bản do tập đoàn An Đông độc quyền phân phối, đúng không? Tính ra là tôi mới nói luôn. Tính ra tôi mới nói tức thì luôn. Không, đừng cãi nhau. Anh chưa nói nha. Đừng cãi nhau, nghe chính nói nha. Khi mà mình trình bày một cái sản phẩm cho nông dân muốn đi ăn sâu vào cái lòng của người ta, cho người ta dễ nhớ, thì mình trình bày bằng nhiều cách. Cái cách chọn của anh Tư là hát cho bà con nghe cũng rất là hay. Sau đó là tới phiên con nói. Nhưng mà con phải nói thêm vậy nè. Phân này mục đích làm gì? Để cải tạo đất nè, giúp vi sinh vật háo khí trong đất có lợi cho cây trồng á, hoạt động tốt, làm cho bộ rễ phát triển, như vậy thì là nó sẽ ăn được phân rất là tốt, đúng không? Dạ, đó. Đúng rồi. Mà chưa kể nữa nha. Chưa hết nha. Trong khi mà cái bộ rễ nó phát triển á thì nó sẽ giúp cho là cây trồng hút được NPK một cách nhanh nhất. Hiểu. Khi mà nó hút NPK một cách nhanh nhất như vậy, nó sẽ chống lại sự bay hơi và rửa trôi của đạm, nó tiết kiệm được 25% lượng đạm cho cải vụ luôn đó. Đó, nếu mà mình dùng cái tiền mà ví dụ mình mua 100 kg đạm đi, thì mình chỉ cần mua 75 kg là cái cây đủ khỏe rồi. Rồi tiền dư 25 kg đó mua HKC để cho nó cải tạo đất. Đó, quá lợi luôn, đỡ tốt chi phí. Mà lưu ý á, ở những mảnh đất chùa. Đâu khỏi lo, mảnh đất chua HKC có độ pH là 7. Đất mà chua mà bị phèn là pH dưới 5 đúng không chính? Đúng. Đó, nó trung hòa pH luôn. Quá hay luôn. Chứ sao? Mà chính cái từ biết không? Ngoài ra còn có phun thêm Borulus cộng thêm Resipnit tăng cường bo chống rụng trái non để tăng cường các chất trung lượng như mangan, các vi lượng magie, sắt, đồng, magie, bo và molybden. Có nghĩa là vậy nè, cái borolus á là phun vô á thì cái hàm lượng của borolus mà boron 150 gram trên lít, nó làm cho đậu trái đó dưỡng trái không được đến non. Còn racemic là tăng cường các vi lượng, nguyên tố vi lượng cần thiết, quan trọng nhất là molybdenum. Đó, bây giờ cả nhà mình á đã hiểu rõ về cái phân bón hữu cơ cho cây sầu riêng cũng như là các loại cây trồng khác. Vì vậy mà khi mà chúng ta đi tiếp xúc với bà con nông dân, chúng ta phải nói rõ cho bà con nông dân hiểu cái lợi ích của cái việc bón phân hữu cơ. Quý vị vừa theo dõi tiểu phẩm do nhóm kịch tình Cao Bắc Sơn thể hiện. Thông điệp của tiểu phẩm vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Đông kỳ này. Một lần nữa thì Duy Huyền thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, cảm ơn tiến sĩ Hồ Chiến đã luôn đồng hành cùng với chương trình và mang đến cho bà con thật nhiều những kiến thức bổ ích để có thể chăm sóc tốt vườn cây nhà mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông của chúng tôi. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình trên kênh bbtv.vn, các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước cũng như là VTC16. Còn bây giờ, Diệu Hiền và hai vị khách mời xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.
xin mắt nước đây là tên thuốc, thuốc chuyên dùng việc có dài khai quang, việc có dài khai quang, có tận gốc luôn nhé. Trái ruồi tên hàng thuốc cỏ ăn nông, trái ruồi thuốc cỏ ăn nông mà nhé, thuốc cỏ ăn nông, hoạt chất là tên glyphosate à nhé, glyphosate đó nhé, nhớ không xịt lên cây trồng, không xịt lên cây trồng, chất cỏ thật nhanh, chất lượng cao, chất lượng cao bà con.